khăn đến thành công, đến những đời mà ai cũng đợi mong. Chúng ta không cần quá nặng nề dù cuộc sống công việc quá bộn bề. Bao bao năm ấy chúng ta luôn như vậy, không thể tắt chất mất cái lực bên trong chúng ta luôn được khởi dậy. Yeah, thiền chứng vẫn sống ngất ngây, có những lúc nhìn lại cảm thấy chơi vơi. Nói mang cái chất bảo ai nào thấy, nhìn lại ba mẹ ta cũng đã già, mới không cực khổ luôn và ấm no. Không cho phép bản thân ta được dừng lại, đến khi muốn trở về lại còn là nắm cho, còn là nắm cho. Hãy đánh thức giấc mơ really. Đến nơi đó được gọi là thành công, không với sức những ngày ta đợi mong. Ta phải cố gắng thật nhanh, phải giàu sang, đang còn giúp đỡ nhưng mình đã còn lòng than. Để bước tên không tiếp đến, không hoang mang, phải cố gắng tới nhiều thật nhiều thật nhiều. Renaissance.